Chào cả nhà đã quay trở lại kênh Út Làm Vườn của mình. Nay mình chia sẻ mình đậy màng phủ sầu riêng trước đến 7 đến 10 ngày sầu nhị. Thì mình đậy trước như gì giúp cái bầu mình nó khô ha cả nhà, cho cái bông sầu riêng của mình nó dai nó chắc, lúc mà sầu nhị nó không có bị rụng nha cả nhà. Thì mình đậy mình sẽ phát một lỗ ngay chân gốc sầu riêng cho nó có hơi thở nha cả nhà. Mình không nên đậy bít quá. Thì mình đậy gì là mình sợ trời mưa tránh mưa nha cả nhà. Thì mưa nhiều quá thì cái bông sầu riêng của mình nó sẽ giòn, lúc sau nhị cả nhà, nó giòn nó dư nước nữa, nó sẽ rụng hết ha. Đây. Cái này khoảng 7 đến 10 ngày nữa nó bắt đầu nó sau nhị nha cả nhà. Đây. Bông bự hết trơn này. À, thì mình phủ ha, mình đậy đến khi nào mà cái trái của mình nó bằng cầm tay hay là ngón giò cái hay nữa cầm tay ha, mình mới dỡ màng phủ ra nha cả nhà. Dỡ phủ ra. Cái này mình đậy là bích bùng hết à, bông ha. Trời đang nắng. Thì mình đậy cái này là giúp cho cái sầu riêng của mình nó sẽ đậu, nó đậu nhiều ha cả nhà. Bông quá chừng luôn ha. Ở trên nè. À, cành cấp 2 luôn nha cả nhà. Thì cả nhà đậy nên nhớ chừa cái lỗ này nha. Cái lỗ chân gốc sầu riêng ra ha, cho nó thoát hơi. Không nên đậy quá nó bị hầm nha. Thì bầu nào như bầu nấy nha cả nhà. Thì cả nhà cứ thấy bông sầu riêng của mình khoảng 7 đến 10 ngày sau nhị thì mình kéo mình củ mình đậy lại nha. Càng khô càng tốt nha cả nhà. Cái bầu nó khô thì càng khô thì cái cuốn bông mình nó chắc ha, nó dai, nó không có bị rụng nha cả nhà. Video tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.